tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay từ website Milo. Có thể là vừa lòng với ba mẹ em được rồi. Hứa không làm em buồn nè, hứa sẽ làm em vui, hứa không làm em khóc nè, hứa bên em suốt đời. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ, em chào anh. Ngồi đi em. Rồi mời cô gái. Bây giờ thì đàn trai, nhà gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Mời em trai. Dạ, em xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phương Anh, em sinh năm 1990. Đêm nay em làm việc tại chuỗi salon tóc Nam với vị trí là quản lý cửa hàng. À. Dạ, quê em thì ở Cần Thơ, em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ luôn. Rồi còn em sao Kim? Dạ, em tên là Nguyễn Vũ Mai Trang. Năm nay 31 tuổi, quê ở Kiên Giang và hiện tại là đang làm việc ở Phú Quốc. Em làm sales manager cho một cái resort ở Phú Quốc ạ. Trời, cái cô gái này nhìn cổ nhỏ so với tuổi quá nhiều luôn á. Dạ. Thực sự Vân tưởng cổ có 22, 23 thôi. Ai vậy cô nói tuổi Vân hết hồn luôn. Bên đây lúc đầu nhìn đâu tưởng 18 á. Em nói cái điểm mạnh của em và cái điểm yếu của em cho chị nghe coi. Dạ, điểm mạnh của em là biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nên anh có thể thông cảm được với đối phương. Còn nhược điểm thì thỉnh thoảng thì em cũng hơi nóng tính và bướng bỉnh. Em ăn nhiều. Ăn nhiều thì em lo được tại em biết nấu ăn. Ồ, hay quá. Em nấu ăn ngon lắm. Nấu ăn ngon lắm nha. Rồi ưu điểm còn gì nữa Phương Anh? Dạ, ưu điểm của em thì nói chung là cái gì cũng biết. Biết hát, biết làm thơ, biết biết rap, biết nhạc. Dữ gì đó hả? Bây giờ đọc rap cho nó vui cái. 2, 3. Trái tim anh chỉ có một và nó chỉ dành cho em. Tình yêu anh chỉ có một và nó cũng dành cho em. Em không cần phải lo lắng hay phải suy nghĩ gì thêm, bởi vì anh luôn bên cạnh dù bất kể là ngày hay đêm. Hứa không làm em buồn nè, hứa sẽ làm em vui, hứa không làm em khóc nè, hứa bên em suốt đời. Không biết là những bông hồng có đang ganh tị với em không, bởi vì tất cả lời anh nói nó xuất phát từ tấm lòng. I love you, you gonna love me. Bước đến nắm lấy tay anh và anh sẽ dắt cho em đi đến những thiên đường xa xôi, nơi mà chỉ có hai ta. Và cũng chính ở nơi đó, đối với anh em là tất cả. Anh biết anh không được đẹp, anh không được như người ta, anh cũng không có nhiều tiền, cũng không phải là đại gia. Nhưng mà chắc chắn anh hứa mua cho em thật nhiều quà nếu như em gật đầu đồng ý hai đứa mình sống chung một nhà. Dạ hết. Cưng quá, cưng rồi. Đó là cái ưu điểm của em đúng không? Dạ đúng. Còn rồi, khuyết điểm có gì không Phương Anh? Dạ, khuyết điểm thì nó cũng giống vậy luôn, cái gì em cũng biết. Có nghĩa là em biết hút thuốc, biết uống bia. Không, cái này nó chỉ là cái quá khứ thôi. Cách đây cũng chắc cũng khoảng tầm 6 năm. Vậy đó hả? Dạ đúng rồi, lúc em khoảng tầm 23, 24 tuổi á. Thì hiện tại có thể nói là em hoàn thiện khoảng 90%. 90% rồi, thay đổi hết rồi. Dạ. Bà mối làm gì ngơ ngác gì, là thay đổi hết rồi. Em chào chị. Chào cưng. Dạ. Tôi nghe vừa ăn chơi tứ đổ tường tôi phải coi. 23 tuổi. Chơi mấy năm nè? Dạ em chơi khoảng tầm 3 năm á chị. Cái thời gian mà mình khoảng mình ăn chơi xong rồi cái mình bị mắc nợ rồi này kia, rồi làm ăn thì đi xuống á. Thì ba với mẹ thì cũng chịu khó trả nợ cho em các kiểu. Trả hết nợ chưa? Dạ rồi, hiện tại thì trả hết rồi. Từ sau đó em mới rút ra bài học cho mình đó. Là không có ai mà ngoài ba mẹ mình. Đúng rồi, thì từ cái việc đó bắt đầu em tu chí trở lại. Dạ, em đi làm lại bắt đầu từ cái con số 0. Dạ. Giờ làm có tích cóp dư được chút nào không? Dạ, vừa đủ để lấy vợ. Rồi em đẹp trai như vậy chắc là em nhiều bồ lắm hả? Dạ thật sự thì nói chung là cái đó cũng chính là cái lý do mà em ế. Tức là vì đẹp trai mà ế. Dạ đúng rồi. Ế rồi mới lên đây để nhưng đi tìm. Mấy mối tình? Em có hai mối tình. Bây giờ cái người con gái mà em tiến tới đây nữa nè, em mong người con gái đó sẽ như thế nào? Em thì cái đòi hỏi của em nó không có cao, em chỉ muốn là bạn đó có thể là vừa lòng với ba mẹ em được rồi. Thì đặt ra hai giả thuyết. Ví dụ cái người con gái này á là ba mẹ em rất là đồng ý luôn. Dạ. Nhưng mà em không có rung động. Dạ. Và ngược lại, nếu như bây giờ em cảm thấy rung động mà ba mẹ em lại không đồng ý thì em sẽ xử lý như thế nào? Trường hợp thứ nhất là em không có rung động mà ba mẹ em đồng ý á. Thì em sẽ nhìn nhận lại vấn đề, ví dụ như ở bạn này ba mẹ mình đồng ý những điểm nào thì mình cũng sẽ chiều theo ba với mẹ. Và em nghĩ đó là trong cái khoảng thời gian tìm hiểu á thì cái tình yêu nó sẽ xuất phát từ cả gia đình và cả bản thân của mình nữa. Cái thứ hai á, thì do mọi chuyện trong nhà là chuyện tình cảm hay là chuyện công việc gì đó thì ở trong nhà em là người quyết định.
Có nghĩa là cho dù ba mẹ không không đồng ý người đó thì em cũng sẽ thuyết phục hết sức để mà em đến được với cái người người bạn này. Dạ, đúng không? Rồi. Dạ. Thôi bây giờ thì tôi xem mắt thằng gái coi sao. Dạ chào anh. Chào em gái dễ thương. À, nãy giờ em nghe nói về cái quá khứ của mình á, em suy nghĩ thế nào? Em nghĩ thì bất cứ ai cũng có một quá khứ, nhưng mà miễn sao là hiện tại mình suy nghĩ hướng về tương lai là được. Nói chung là mình trải qua thất bại thì mình mới có thể cải thiện được bản thân mình để tiến tới thành công. Nhưng mà tình trường của em thì sao? Tình trường của em thì cũng không có nhiều. Năm 2018 thì em mới có quen một bạn. Chính thức đúng không? Dạ đúng rồi. Cái người bạn chính thức quen bao lâu? Quen khoảng tầm một năm thôi. Khi mà chia tay thì bạn đó là người nói chia tay và cũng không có nói rõ lý do cho em biết. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em về cái người bạn trai thì em muốn như thế nào? Em thì em muốn có quen được một bạn cũng chững chạc để chăm sóc cho gia đình và cũng có một công ăn việc làm ổn định. Bên này đáp ứng được rồi đó. Thấy khoảng 90% rồi. Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì có thể là cao bằng em hoặc cao hơn chút. Cơ thể thì khỏe mạnh. Khỏe, bên này khỏe lắm. Là bụng thì không có bự quá. Đầu thì không có để tóc dài. Ví dụ giờ cái bạn này bạn đẹp trai quá em có sợ không? Dạ sợ. Dạ sợ. Tại vì đẹp trai quá là nhiều bạn thích quá là làm đó sao? Đó là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của bạn. Nên nhưng mà bạn ấy mà đẹp hơn em thì em chắc chắn là không chấp nhận. Chắc chắn là không chấp nhận. Nè, hai con người này đứng là kế bên nhau nè. Hai người đều đẹp hết, nhưng một cái đẹp rất nam tính, một cái đẹp rất nữ tính. Làm sao mà so sánh được ông Linh đẹp hơn bà Dân hay là bà Dân đẹp hơn ông Linh được? Nói vậy không được, đúng rồi. Mặc dù trên thực tế thì Quyền Linh đẹp hơn Hồng Dân. Hồng Dân đẹp hơn Quyền Linh. Nói lộn. Bây giờ em đổi ý là đẹp hơn em thì em chịu. Nhưng mà nếu mà cái mặt của bạn ấy trẻ hơn em thì em không chịu. À xin lỗi, không có đâu hả. Em nhìn giống như con nít vậy đó, em đừng có lo. Trời đất ơi. Nói chung là hai người này cũng rất là bản lĩnh ngoài xã hội. Thành ra anh nghĩ rằng chúng ta đủ hiểu để cảm nhận về nhau. Bây giờ mình nghe một chút góp ý của người thân đi. Đúng rồi. Hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với anh rể của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả khán giả tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nãy giờ qua xem chương trình thì em thấy hai bạn này là rất là xứng đôi. Thì em cũng hy vọng, cũng như gia đình, hy vọng hai bạn này sẽ có một cơ hội tiến đến xa hơn nữa. Còn riêng về vấn đề mà Phương Anh đẹp trai quá, em cũng đừng ngại, đừng lo. Đẹp nhưng mà hiền lắm. Dạ. Nên em yên tâm, tốt bụng lắm. Cảm ơn em nhiều. Dạ, có chương trình dạ. Em đi với ba mẹ là một người chị và hai người bạn của em. Dạ, kính chào MC Quyền Linh dạ. Và MC Hồng Vân. Dạ. Chào cô. Tôi là mẹ của Mai Trang. Thì qua nãy giờ đó là quan sát cái chàng trai này thì tôi thấy là chàng trai này cũng hợp với con gái. Thì con nên cho bạn một cơ hội. Chú thấy được chú? Sau này hai người mà kết hợp nhau rồi á, chú có thể chịu nổi cái tính tình của con gái tôi không? Nó khó lắm. Dạ, vậy. Cái này thì tính tình nào thì con cũng chịu được hết. Cái công việc của con nó tiếp xúc khá là nhiều người á, cho nên là con biết tính hết tất cả mọi người thì vậy sao con cũng chịu được hết. Cảm ơn chú. Con cảm ơn. Dạ. Ba rất là thực tế. Ủa em khó tính dữ lắm hả trời? Em thấy em đâu có khó tính gì đâu. Khó đó. Đẹp hơn tôi không chịu rồi đó. Đẹp hơn tôi không chịu rồi đó. Nói chung là hai này dễ thương. Có thể trò chuyện nhau xem hợp hay không rồi mình tiến hành bấm nút ha. Dạ. Mở rào. Dạ. Bắt đầu đi Phương Anh. Dạ. Anh có món quà anh tặng em. Hy vọng là em sẽ vui với món dạ. quà này. Cảm ơn anh ạ. À. Em cũng có món quà nhỏ xíu xíu tặng bạn. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Mở ra cho mọi người thấy coi tặng quà có ý nghĩa gì không? Một chai nước hoa đúng không? Đúng rồi. Cái chai nước hoa đó thì anh mong là ví dụ sau này mình có hẹn hò với nhau á thì mỗi lần khi đi với anh á thì em sẽ sử dụng mùi nước hoa đó. Dạ. Dạ đó anh. Món quà của em thì nhỏ thôi, nó là một cái đồng hồ cát. Em mong muốn là chúng ta sẽ sử dụng tốt cái quỹ thời gian của mình. Em thấy không, tuổi đó mà cái mặt rất là non nè, thấy không? Dạ. Không, em yên tâm đi, em về cái vấn đề mà ví dụ mà anh đẹp hơn em á không có chuyện đó đâu, tại vì ví dụ mà đi ra ngoài á em mà có đẹp á anh tự làm xấu mình. Bình thường thì anh có sở thích gì khi mà anh rảnh? Nếu mà rảnh mà áp lực nhiều quá thì anh hay làm thơ. À quên nữa, trong đó có một bài thơ em có thể mở ra đọc. Đúng rồi. Anh yêu em, điều đó là sự thật. Ngay từ những giây phút đầu gặp nhau,
chờ đợi em đã từ biết bao lâu. Người con gái có nụ cười tỏa nắng làm tim anh chắc đêm nay sâu lắng. Cứ nghĩ về hình bóng của người thương, làm tim anh cứ suy nghĩ vấn vương. Không biết anh có phải người em chọn, nguyện chở che bảo vệ em đến đoạn cuối con đường người đời gọi là tình yêu. Em đừng suy nghĩ chi nhiều, những lời anh nói là điều thật tâm. Mới nãy anh chia sẻ thì em có thấy là anh có yêu cầu là ba mẹ anh phải chấp nhận em thì mới được. Thì như vậy là anh có yêu cầu là khi mà về thì em phải làm dâu hay không? Tại vì anh là con một á, cho nên là chuyện làm dâu á thì chắc chắn là phải sẽ phải về. Như vậy là chắc chắn là anh sẽ phải ở Cần Thơ và không có đi nơi khác được. Không, anh có thể anh làm việc ở nơi khác được. Đó là lúc mà anh chưa lập gia đình á. Còn nếu mà lập gia đình rồi thì anh muốn về lại Cần Thơ. Ủa nhưng mà em là quản lý resort thôi đúng không em? Dạ không, em chỉ là quản lý kinh doanh thôi. Kinh doanh của cái resort đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cần Thơ thiếu resort nhiều lắm. Quá đơn giản, dạ, phát triển về cái ngành, cái công việc của trước em. Trước đây thì em cũng có học, em học ở Đại học Cần Thơ. Cũng có sống ở Cần Thơ một thời gian. Chuyện không có khó đâu. Bây giờ thế này nè, em có thể tiến gần lại nắm tay của gái ấy và để xem cái điện của cô ấy truyền qua mình thế nào, cảm xúc về con người thế nào. Đó, mạnh dạn lên. Nào, Phương Anh. Cho anh xin phép nắm tay em nha. Cũng khá lâu anh không có được nắm tay phụ nữ. Nhưng mà cảm giác thì cũng khá là thích. Thôi ở đây anh xin hát tặng em một bài hát. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Nhưng lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Em cảm thấy anh rất là ấm áp, rất là chân thành. Mới nãy giờ em thấy mắt anh nó cứ ướt. Không biết có phải là anh xúc động quá hay không? Thực sự thì cũng có một chút. Em hy vọng là em cũng sẽ có cơ hội để chia sẻ với anh những điều khiến cho anh mệt mỏi trong cuộc sống. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm. Nãy giờ thì chúng ta đã có cuộc trò chuyện cũng khá lâu. Bây giờ các bạn có 30 giây để nhắm mắt lại, kiểm tra tất cả mọi thứ xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Xem con tim mình có rung động với đối phương chưa. Nếu có, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút kiểm tra và chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau và xin phép mà hai bác cho tụi con bắt đầu hôm nay được hẹn hò với nhau. Và hứa với hai bác điều gì đi? Thì trước tiên con xin cảm ơn hai bác về món quà mà hai bác đã tặng cho con ngày hôm nay. Thì con hứa là sẽ trân trọng món quà này và sẽ bảo vệ nó đến cuối con đường mà con đi. Con xin cảm ơn hai bác. Chưa có tặng đâu, mới gửi thôi. Nếu như mà bên em với anh ấy tiến tới được với nhau thì em cũng hy vọng là gia đình mình sẽ ủng hộ. Em sẽ cố gắng để cải thiện mình cho phù hợp với gia đình. Dạ, hôn cái này. Con xin phép hai bác cho con được hôn em. Rồi. Tôi còn thấy ông già dưới bấm coi ngày luôn nè. Coi tuổi ra đúng không bác? Thấy chưa? Ngồi bấm thôi. Coi tí sủ dần mèo thình tỉ ngon mùi thân. Coi tụi nó hợp tuổi không? Thấy chưa? Tôi để ý từng ly từng tí luôn. Nói chung là tất cả vì hai đứa hết. Rồi, chúc hai đứa sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước,
máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần Thiên Phú Yakio. Nhãn hàng Kim De Ly, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. À, em thì có một mối tình, mà mối tình đó là chỉ mối tình đơn phương thôi. Như vậy là đồng nghĩa với việc còn trinh nguyên. Chắc vậy rồi. Người chắc cũng vừa, không to lắm mà cũng không gầy lắm. Đẹp trai không? Nghe giọng miền Tây là em thích rồi. Có bộ hết tụi mình cũng mát tay ghê lắm. Mát xong mát. Trời ơi, Vân Nghi là sắp tới đây mình dành cả một cái tuổi trung niên của mình để mà đi ăn đám cưới. Ừ. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời mọi người, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi thứ nhì. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Bây giờ đó là hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Hai bên cùng giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe. Bắt đầu. Em chào anh Vương Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả đang xem tại phim trường và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trương Thu Anh, hiện tại năm nay là 26 tuổi, sống và làm việc ở quê. Quê đâu? Quê ở Long An. Làm gì? Là nghề buôn bán. Buôn bán gì? Buôn bán gà vịt. À, bán gà không vịt rồi hả? Dạ. 11, chú anh Quyền Linh nhớ về quê em ủng hộ nhé. Quyền nào? Quyền Đức Huệ, tỉnh Long An. Đức Huệ ha, đi tỉnh lộ 50, tỉnh lộ 10 đúng không? Dạ đúng rồi. À. Ủa trước khi em làm buôn bán á, thì là em có làm cái nghề gì không? Dạ lúc trước thì em đi học bên ngành cơ khí bên cao đẳng. Rồi có làm không? Có đi ra trường có làm không? Dạ ra trường em làm được một tháng rồi về. Lý do là về ba mẹ hơi bệnh xíu. Nên là không có ai nhà về thôi em về. Nó làm đúng nghề học cơ khí ra bán gà bán vịt. Ủa tức là nhà ba mẹ nuôi gà vịt rồi sẵn về làm kinh doanh luôn rồi sao? Không, em về em phụ chị nè, là phụ buôn bán. Bán vịt gà vịt là quay hay là gà vịt bán ký hay sao? Bán ký. Tức là mình thu gà mua về mình bán đúng không? Dạ, em như là em đi lấy hàng xong về em bán cho phân phối cho tất cả. À, phân phối tất cả luôn đúng không? Dạ. Còn em giới thiệu nè. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Bảo Trân, em 23 tuổi, hiện là nhân viên bán hàng, em đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang. Bán gì? Dạ, em bán thời trang nam á anh Quyền Linh. Thời trang nam ha? Dạ. Thời trang nam. Rồi hai người cùng đều là buôn bán hết. Nói chung hai người buôn bán chắc cũng lành lắm nè ha. Lành lắm à. Mình bên đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi. Đúng rồi, ưu điểm khuyết điểm. Dạ. Ưu điểm của em là vui vẻ hay cười. Em tôn trọng về lễ phép với người lớn nữa. Em cũng khéo tay. Còn khuyết điểm thì em hơi bị vụng về á. Em cầm cái gì em cũng hay bị rớt á. Vậy hả? Em hay suy nghĩ sâu xa á chị. Giống như là chuyện đó nó chưa đến mà em đã tính trước rồi. Rồi cái mình đặt hy vọng quá cái chuyện đó rồi xong rồi mình bị thất vọng. Bị thất vọng dạ. Đúng không? Thôi anh trai. Dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì? Em chỉ khuyết điểm em trước đi. Khuyết điểm thì em thì nó hơi quên thiếu. Tại hơi quên. Dạ. Với nhà cửa thì như cũng hơi bề bồn bề bề. Gì? Nhà cửa hơi bề bồn. Không bề bồn thiếu. Bồn bề hả? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì có một mối tình, mà mối tình đó là chỉ mối tình đơn phương thôi. Yêu xa. Ủa đơn phương tức là mình nhìn ta xa, mình nhớ người ta hay sao? Không, nhìn vô tự nhiên con tim mình nó sẽ mở cửa ra, đập phịch vậy. Nó mở ra nó đập luôn hả? Dạ, nó mở, đập nứt ngực luôn. Trời dữ gì thôi. Dạ. Rồi sao không nói cho người ta biết? Sau một thời gian như một năm, tới năm thứ hai thì kiểu mà chịu hết nổi rồi. Là tim sẽ vỡ thì nói ra thì cuối cùng thì em vẫn làm ngơ vậy thôi. Làm cái cửa tim nó đóng lại luôn. Không, vẫn theo. Cuối cùng thời gian đi học bên em đi học với Sài Gòn nè,
Dạ, bạn đó cũng đi học bên Sài Gòn mà bên Quân Y á. Em cũng qua, cũng ngày lễ, ngày lọc này kia em cũng đi tặng quà tặng bông vậy đó. Có tặng quà? Dạ. Cô có lấy không? Lấy chứ, nhưng mà trong quân đội vậy có người. Dạ, dạ. Cô lấy rồi sao? Cô lấy thì cô nhận thì vẫn nói chuyện bình thường qua lại chứ không xem là gọi là tình yêu. Có nắm tay cô lần nào không? Không. Chưa nắm tay, có một mối tình đơn phương đó thôi mà chưa. Dạ. Nắm tay luôn. Dạ. Như vậy là đồng nghĩa với việc là chưa hôn ai bao giờ. Dạ. Đồng nghĩa với việc là em còn trinh nguyên. Chắc vậy rồi. Trinh nguyên luôn. Đó, còn em thì sao, tình trường của mình như thế nào? Dạ, em có quen một bạn thì mối tình được 2 năm á. Chị, bạn đó thì cũng rất tốt với em nhưng mà nhiều khi giấu giếm em rồi không có nói thật cho em biết. Em thấy vậy hoài rồi cái cũng như lòng tin của mình bị mất đi á. Rồi cái thôi em dừng tình cảm lại. Em là người chủ động. Dạ. Em tưởng tượng bạn gái bên đây thì sao? Nghe giọng miền Tây là em thích rồi. Ừ, nhưng dạ, mà em tưởng tượng cổ sao em tả thử chị coi có đúng không? Chắc cỡ đẹp cho cô Hồng Vân. Dạ, chị cao có... cỡ vậy ạ. Cao cỡ chị hả? Dạ. Cao cỡ vậy là em mệt á. Dạ, em cao 1.5m à. Cao 1.5m. Chị 1.67m thôi à. Nó nhiều dạ hết. Hả? Chắc theo em nghĩ là da chắc bạn gái bên kia là chắc cũng không có trắng luôn. Chắc không có trắng luôn. Rồi á, rồi dạ. Sao tóc thì sao? Tóc thì chắc chắc cũng có nhộm màu. Tóc thì trắng hung. Tóc cũng có nhộm màu. Dạ. Tại rồi, vì buôn bán mà thời trang. À, buôn bán thời trang thì mình chắc nhuộm màu. À, em suy luận đúng không? Rồi, dạ. Có duyên không? Thì chắc có duyên mới buôn bán được. Đó, dạ. Hay, công nhận bạn này suy luận hay quá. Có nghĩa là em chỉ trật có một cái thôi, da trắng bóc à. Hả? Còn em da sao? Trắng, tóc trắng luôn á, nhiều khi người ta nhuộm dạ, trắng hết trơn. Dạ, chắc em nghĩ anh bên đó chắc da ngâm. Dạ, trời, trắng anh tươi hả? Dạ. Da ngâm sao nữa? Người chắc cũng vừa, không to lắm mà cũng không gầy lắm. Đẹp trai không? Chắc dễ nhìn. Bây giờ á, em muốn một người đàn ông như thế nào? Dạ. Theo mẫu hình lý tưởng của em á. Theo mẫu hình của em giống như anh Linh vậy đó. Người đàn ông của gia đình đó. Đó, tôi đề nghị mỗi mốt tôi bỏ cái ông này đi. Mai mối kiểu gì mà người ta toàn thích vậy, cái người bên kia ta chạnh lòng. Thích là giống như cái tính tình vậy đó. Tính tình yêu thương gia đình nha. Dạ. Nhớ nhà này được mà. Thầy rất yêu thương gia đình, có hiếu nè ha. Anh thấy được đó. Không, bây giờ vậy mình chắc mình phải hỏi gia đình đi. Đúng rồi. Bạn đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với chị, hai người chị với một anh. Rồi, chào dạ, cô. Chào cô. Dạ, con chào cô. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là chị của Châu Thành. Hôm nay em đến chương trình này là cũng mong là chị em mình tìm được một người bạn. Nãy giờ em để ý người em gái này rất là dễ thương, rất quá là cưng luôn. Quá đẹp, quá dễ thương luôn. Thích chị cảm thấy thích sợ. Bấm nút đi cưng ơi. Còn em đi với ai ạ? Dạ, em đi với mẹ của em. Hôm nay có gia đình hai bên luôn nè. Chị chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, khán giả trong trường quay. Chị là mẹ của cháu Trân. Theo nhận xét của chị thì chị thấy cháu trai bên đây cũng hiền, dễ thương, biết lo buôn bán. Lên đây thì lên chương trình này là cũng là một cái duyên. Nên mẹ cũng mong con, mong hai cha, hai con là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn nữa. Trời ơi, cảm ơn chị. Vậy gia đình hai bên ủng hộ rồi đó. Rồi, thôi bây giờ mở màn ra, đi hát bài gì không? Cầu vồng luôn không? Cầu vồng khuyết đi. Mở rào. Đưa là hát liền nha. Ba, hai, một, bắt đầu. Ai đã yêu một lần vì tình yêu ai... Thôi anh hát vậy là cũng nghe cái giọng anh được rồi. Xin anh gửi tặng cho em một bộ không? Cho anh cái luôn. Cho anh cái luôn. Trời. Trời ơi trời. Trời ơi, ông vượt rào vậy đó hả ông? Dạ. Em cũng có món quà tặng anh đó. Rồi. Ôm cái nữa. Có quà là ôm liền. Ôm cái nữa, đúng rồi. Thôi cho anh ôm cái nữa. Trời ơi, áo mặc thử coi. Ướm thử coi sao. Ướm thử. Mặc có vừa không? Ôi đẹp ghê luôn á. Cảm ơn mặc em. Vô đi khác liền luôn, mặc vô đi. Rồi rồi, cắt vô để mất. Cắt vô để mất. Ai đây lấy của ổng không rồi mất. Trò chuyện đi. Lộn. Đó. Nãy em giới thiệu anh cũng nghe không có rõ tên em. Em có thể giới lại thiệu tên em lại cho anh được. Dạ em tên là Bảo Trân á anh. Bảo Trân. Bảo Trân à. Thích Bảo Trân. Thích Bảo Trân. À.
Em đẹp không biết nói gì luôn. Em đẹp quá là nói liền đó. Dạ. Rồi rồi đẹp. Anh vậy để em hỏi cho. Ừ. À, em hỏi thôi. À, anh ở, anh nói là anh ở Long An hả? Đức Hòa. Ừ. Anh ở Long An, Đức Huệ. Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ. Thì em bán gì đồ vậy là lâu chưa? Em làm ở đây cũng được mấy tháng anh. Tại vì công việc mới. Dạ. Lúc trước em dạ lúc trước thì được. Em làm bên công ty dài. Nếu mà mình tiến đến hôn nhân thì khoảng bao lâu thì em và anh sẽ đến với nhau kết hôn? Dạ nếu mà tìm hiểu mà thấy cảm thấy hợp nhau thì em cũng muốn trong thời gian ngắn anh. Vậy thì trong thời gian nếu mà mình hẹn hò với nhau thì khoảng như một tuần hay là một tháng anh lên, em muốn chọn cái nào? Tại vì em nghĩ là Long An xuống Mỹ Tho chắc mất bao lâu thời gian á? Chắc cỡ 5 tiếng, 4 tiếng. Đi đâu dữ vậy? Tại vì đâu biết đường đâu. Trời đất ơi. Em thì muốn tìm người bạn trai cũng ở gần chỗ em á, để nhiều khi những lúc mà rảnh rỗi hay là em muốn gặp thì cũng nó cũng dễ hơn. Thì em cho như anh cũng làm thì em cũng làm, cái thời gian rảnh thì chắc cỡ nửa tháng mình gặp nhau lần đi. Vậy được rồi. Được chưa? Dạ bấm được rồi anh. Dạ bấm được rồi anh. Mặc áo thử coi đẹp không rồi bấm. Còn cái áo đâu bấm. Đây. Không còn. Áo đâu? Thôi, có em rồi khỏi cần áo. Cũng thông minh lắm. Bây giờ nè, anh hỏi thật nha. Dạ. Nãy giờ mình nói chuyện vui, bây giờ mình nhìn kỹ lại cô gái này, có phải cảm giác có phải một nửa yêu thương của mình hay không? Mình có cảm giác rung động gì hay không? Mình nói cho cô ấy biết đi. Dạ, yeah, em nhìn anh có rung động chưa? Đang hỏi em đó. Hỏi à? Luôn rung động rồi. Rung động từ phút giây ban đầu một nụ cười của em đó. Cửa lòng. Cái cửa trái tim nó có mở ra chưa? Nãy giờ chưa vô là mở trước rồi. Em, bạn nữ, bạn nói về cái cảm nhận của bạn đi. Dạ. Thì em thấy anh á thì cũng hiền, dễ thương nữa, với lại thật thà nữa. Nhưng mà em thì cũng là không có rung động nhiều. Nhưng mà em cũng muốn á là mình cũng tạo cho nhau cái mối quan hệ á anh. Ví dụ như mình làm bạn bè rồi, nếu mà được thì mình tiến tới nữa. Dạ, rồi cảm ơn em. Hết thời gian mà để tay nút bấm đi. Theo thông lệ của bạn Nguyễn Hò, bấm nút là chúng ta cho cơ hội để yêu nhau, để hẹn hò với nhau. Và bấm nút xong chắc chắn sẽ có nụ hôn đầu tiên. Vậy thì hãy kiểm tra kỹ lại xem nụ hôn ấy có được đặt trong ngày hôm nay hay không. 30 giây suy nghĩ và quyết định. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Cảm ơn anh đã đến với chương trình nha. Không có gì. Dạ. Bạn gái cũng là một cô gái rất là thông minh, rất là năng động đấy. Cũng có thể là bạn với nhau. Có lẽ thế này nè, có thể vui, có thể thoải mái. Nhưng có những lúc quan trọng á là chúng ta phải thực sự là nghiêm túc. Anh nghĩ rằng bạn gái cũng rất là tin khi nhìn nhận điều đó, đúng không em? Chắc có lẽ hai đứa có duyên mà không có phận thôi. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần Thiên Phú Yakio. Nhãn hàng Findeli, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh.
chắc khỏe và bóng mượt. Mắt he dùng tốt cho cả nam và nữ. Còn đây là sản phẩm dành riêng cho bạn nữ. Phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúc hai đứa sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Trời ơi, 23 tuổi còn trẻ lắm bé ơi. Trong tình yêu, đôi khi chúng ta phải cần một chút sâu sắc ở đó. Cần một chút gì đó để tạo niềm tin cho đối phương của mình. Các bạn sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm đó trong cuộc sống. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các quân nhân đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Để xem lại chương trình, quý vị có thể vào kênh MCV Media và nhấn subscribe hoặc là cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quay tôi phát truyền hình luôn. Một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha. Làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. Dạ. Có gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ. Tôi không đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Bây giờ hạp cả quá rồi. Em rất là thương gia đình. Em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Thì ba mẹ rất là già rồi nên em phải tự lập với lại cầu tiến này nha mình nhé. Trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Quá dữ. Sao tài khoản của em có nhiều? Tôi chẳng biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng không biết nấu ăn, dù rất là cố gắng nấu ăn nhiều lần nhưng mà nó không ngon. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em. Nào, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Thị Tố Như, năm nay em 26 tuổi. Em thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh mỹ phẩm tự do. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào khán phòng và chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào nhà nữ. Em tên là Quách Minh Lĩnh, mọi người hay gọi em là A Lũ. Em năm nay 27 tuổi, quê quán gốc em là ở Cà Mau. Em sinh sống và làm việc ở Tân Bình được 10 năm. Em làm cái gì? Dạ, em làm quản gia của một tiệm độ và sửa chữa xe máy. Đàn gái cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ em thì điểm mạnh của em chắc là hiền, ít nói. Em thì em thích sự thẳng thắn và rõ ràng. Dạ sạch sẽ và em thì cũng thích sự độc lập. Dạ. Còn cái nhược điểm của em? Nhược điểm của em thì chắc là em không khéo tay lắm. Cũng không biết nấu ăn, dù rất là cố gắng nấu ăn nhiều lần nhưng mà nó không ngon. Không ngon. Bạn Lĩnh ơi, bạn Lĩnh.
Dạ em nghe chị. Ừ, bạn Lĩnh thấy sao? Tố Như bên đây có tâm sự vậy đó. Dạ em thấy thì những cái mà bạn gọi là khuyết điểm của bạn thì em có thể là tạo nên cái ưu điểm để lấp cái khuyết điểm đó của bạn được. Trời ơi, hay chưa? Quá bản lĩnh luôn. Còn bạn? Dạ ưu điểm của em là em rất là kỹ tính và em hòa đồng với mọi người, có thể kết nối mọi người từ các vùng miền khác nhau. Bắc Trung Nam gì em đi đến nơi và em có thể hòa nhập. Dạ em cũng xin giới thiệu em là một phượng thủ chân chính. Phượng thủ chân chính hả? Dạ. Em thích đi phượng. Ủa vậy còn những người phượng thủ ông chân chính là sao? Dạ em có thể nói là tự tin là mình đi đến đó là mình không làm ảnh hưởng dân cư ở khu vực đó và mình giữ vệ sinh chung, nhất định không bao giờ xả rác tại nơi mình dừng chân. Tố Như em có thích đi phượt không? Dạ em cũng thích đi phượt chị. Đó dạ. Là đó một dạ. Cái hộp rồi đó nghe. Em có xả rác hay là giữ gìn môi trường khi mà mình đi phượt không? Dạ không, em không thích xả rác, em thích bảo vệ môi trường. Thấy chưa, hai cái hộp rồi đó. À em có mấy mối tình rồi Lĩnh? Dạ em có được 3 mối tình. 2 mối tình lúc hồi cỡ tầm 18-19 tuổi. Còn một mối tình gần đây nữa là lại chia tay. Mấy năm? Dạ mối tình quen được 6 tháng. Nhưng mà cái lý do gì để em chia tay 3 mối tình vậy? Dạ 2 mối tình đầu thì lúc thời mình còn mới học đại học thì vì điều kiện vật chất. Ừ, còn cái mối tình cuối cùng? Còn mối tình sau này đó là do vì cái gia đình cấm cản thì cái ngoại hình em tôi nói không được đẹp mấy. Ồ vậy ngoại đó hình hả? Em thấy đâu có gì đâu không đẹp. Dạ người ta nói chê là da đen. Ồ vậy hả? Vậy là em bộc lộ rồi đó, ở bển là da đen. Còn Tố Như có thích da đen hay không nhỉ? Dạ em thì da màu nào cũng được. Ờ da màu nào cũng dạ. Được đúng không? Tình trường của em sao? Dạ em thì chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, ông thấy chưa? Ông A Lũ bên đây người ta chưa có mối tình nào kìa. Tại sao vậy Như? Dạ chắc một phần mình cũng khó tính á. Dạ với lại là em tập trung công việc nhiều quá, mình chưa có thời gian mà đi tìm hiểu các bạn nam nhiều. Tức có nghĩa là có người tìm hiểu em mà em không thích, hay là vì hay là chưa có một cái sự gì mà. Dạ trước đây thì cũng có người tỏ tình rồi. Dạ nhưng mà kiểu em không thích những bạn nam họ tỏ tình nó hơi sổ sàng rồi hơi vòng vo. Em thích sự thẳng thắn rõ ràng. Nếu mà mình thích hoặc là mình muốn tìm hiểu thì mình nói thẳng luôn. Rồi bây giờ mình cho biết được cái mẫu hình lý tưởng của mình đang hướng tới là gì hả Lĩnh? Dạ em thì tuy em không cao mấy nhưng em thích cái mẫu hình bạn nữ là cao từ trên 1m6. Trên 1m6. Dạ da ừ. Trắng hoặc ngâm được, tóc tóc tầm gì? Ngang vai trở xuống. Tóc ngang vai hả? Dạ tóc ngang vai hả? Hoặc nó dài hơn à? Xíu chứ không quá ngắn ạ. Dạ, chào em, nó nghe nè cưng, bây giờ chị đố em nha, em tưởng tượng xem cái cô Tố Như bên đây á, cổ đúng như là cái mẫu hình lý tưởng của em không? Dạ, tên Tố Như thì rất là dễ thương. Em thấy tên hay. Em phải tưởng tượng những cái gì nãy giờ bạn chia sẻ đó. Dạ, cái hình dung đó thì em cứ xin phép giữ trong đầu em để tí mà khi mà được nhìn mặt nhau để em không bỡ ngỡ quá về cái hình dung à. Vậy hả? Để coi đi, để xong hỏi Tố Như. Coi mắt đàn gái Tố Như cơ. Dạ, chào bạn. Lạ chứ. Độc trời á. Ơi, độc lạ đó. Độc ừ. Lạ đó. Trời, tóc dài quá ta. Bây giờ Như đi. Dạ. Như tưởng tượng cái bạn bên kia có giống như cái hình mẫu của Như không? Như thích mẫu đàn ông như thế nào? Dạ, em thích mẫu đàn ông dịu dàng, tinh tế, ga lăng. Ủa, em thích đàn ông dịu dàng hả? Dạ, tại vì em nghĩ em cũng khá là cá tính mạnh mẽ. Như đàn ông dịu dàng là mệt lắm à. Dạ, sẽ có người đàn ông dịu dàng. Nhưng mà em thích kiểu đó đúng không? Dạ. Bây giờ mình hỏi ký người thân cái đi Vân. Đúng rồi. Lĩnh, gia đình của Lĩnh, Lĩnh đi dai Lĩnh. Dạ, xin chia sẻ với anh và chị với à. Bên gia đình bên bạn nữ là gia vậy? Đình em là khi nghe tin em bắt đầu được lên sóng thì rất là mừng, chuẩn bị đi, nhưng cuối cùng mẹ em bị bệnh nặng nên cha rồi với anh chị em ở nhà tập trung lo cho mẹ. Ồ vậy hả? Em mới di chuyển từ Cà Mau lên đến. Ồ vậy hả cưng? Dạ. Thôi gửi lời thăm mẹ, mong mẹ mau hết mẹ bệnh ha. Mau sức dạ. Khỏe. Rồi yên tâm đi, có khán giả bên cạnh em. Bây giờ đàn gái em đi. Dạ, đi. Hôm nay thì em đi với mẹ và với một người bạn của em. À chào mẹ. Chào cô. Dạ xin chào hai MC dễ thương Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Chào cô. Dạ em là mẹ của Tố Như. Nói chung Tố Như là con út trong nhà, có cá tính nhưng mà cá tính dễ thương, nói chung là không có mất lòng ai, bạn bè cũng như người thân. Dạ. Riêng mẹ thì mẹ thấy mà em trai bên này cũng được, có một số các tính cách cũng hợp với con.
thì mong sao là hai con sẽ tạo điều kiện cho nhau để có cơ hội đến với nhau để tiến xa hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn các anh chị và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn cô. Mẹ rất là khúc chiết luôn á, mẹ nói chuyện rất là khúc chiết luôn. Con cũng cảm ơn cô. Bây giờ mình mở rào. Xin chào. Bắt đầu không? Ngỡ ngàng không? Ngỡ ngàng không? Dạ em thì hôm nay có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Dạ anh cảm ơn. Để đáp lại cái món quà của em là anh có tặng một dĩ sô-cô-la. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Tuy nó đen nhưng là nó sẽ ngọt ngào giống như anh. Dạ em cảm ơn. Như tặng quà cho Lĩnh cái gì đó. Lĩnh dạ. Coi dễ thương quá nha. Ừ, ông cũng ngưng cái lần. Cái gì vậy? Dạ em tặng bộ da cạo râu ạ. Ủa nhưng mà Lĩnh có râu wow. Không? Wow, anh Lũ có râu không? Dạ Lũ ít râu. Dạ cái này anh có thể dùng nhiều công dụng khác nhau. Ồ, vậy là hình như là tối như em tặng lộn rồi hay sao á, em với tặng Quyền Linh. Dạ tại vì thực ra là em thích bạn trai là có râu quai nón. Đó trời, dạ, Quyền Linh là... trời ơi chết rồi. Em thì cũng có được chút ạ. Chút chút hả? Với lại em xin chia sẻ là em rất thích để tóc dài. Cái cá tính của em là rất thích để tóc dài. Mong là nếu có được đến với nhau thì mong bác mẹ anh nhà gái chấp nhận ạ. Tức là đừng bắt em cắt tóc ngắn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nhà gái người ta thích để tóc ngắn, làm ơn đừng bắt người ta để tóc dài được chưa? Dạ em cũng thoải mái trong chuyện đó. Dạ tại thực ra thì em cũng khá là thích con trai lãng tử một chút cho nên tóc dài thì cũng không sao. Rồi. Rồi ngồi đây đi, ngồi đây đi cưng. Rồi quan điểm tình yêu của các bạn như thế nào? Trao đổi với nhau đi. Em xin chia sẻ trước là quan điểm tình yêu của Lũ là rất là đơn giản. Chỉ cần hiểu chuyện với nhau, hiểu cách sống của nhau. Như cái thời gian làm của em thì thời gian ban ngày chiếm rất là nhiều. Nhưng một tuần có thể em tranh thủ đi chơi được một ngày ở đầu tuần hoặc giữa tuần. Cuối tuần không bao giờ em đi được. Tại sao vậy? Cái công việc là cuối tuần lại không đi được? Dạ công việc cuối tuần của em là ngành dịch vụ thì rất là đông khách vào dịp cuối tuần. Dạ tại vì em cũng tự kinh doanh cho nên là nó cũng khá là bận. Nếu mà em có thể theo lịch của anh cũng được. Tại vì thực ra một tuần em cũng có thể dành ra khoảng được chừng nửa buổi hoặc một ngày. Dạ. Còn về của em thì em nghĩ là khi mà mình tiến tới tình yêu thì mình sẽ là những cái sự bù trừ cho nhau. Và mình cùng nhau có những cái điểm chung và những cái điểm riêng. Mình sẽ dựa trên những cái điểm riêng đó để mình bồi đắp mối quan hệ. Và em nghĩ là sẽ tìm được tiếng nói đồng điệu lâu dài. Khi mà nói được câu quy luật bù trừ là A Lũ rất là vui mà. Anh cảm thấy mình có nét tương đồng nữa. Dạ. A Lũ mong sẽ có được cái cơ hội để tìm hiểu tôi như nhiều thêm. Mắc mớ cái tay để gì hoài vậy? Tay để người ta dịu dàng mà vấn. Chứ dịu. Các bạn có thể chia sẻ với nhau về tương lai. Thì sau này khoảng bao lâu mình có thể kết hôn được. Và khi kết hôn thì có quan điểm về con trai, con sinh con gái, mấy đứa thế nào. Trao đổi với nhau đi. Em thì nếu mà được thì chắc khoảng 2 năm nữa thì có thể em sẽ kết hôn. Và gia đình thì có một nam, một bé trai, một bé gái là đẹp. Em dễ lắm. Cứ chiều theo ý bạn nữ. Cũng đang mong muốn có một người con dâu cho mẹ. Còn nếu anh có thể nấu ăn không anh? Về nấu ăn thì hơi bị khéo. Ở nhà tới 18 anh chị em thợ thầy làm xe ha. Anh là nấu ăn cho 18 anh chị em đó. Trời ơi quá dữ luôn. Và quản lý cả giấc ngủ, giờ thức. Quản gia là chỗ đó. Tới giờ ngủ là kêu tất cả tắt đèn đi ngủ, tắt điện thoại đi ngủ. Ở đây em có thể nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng là khi mà bước chân vào công việc em rất là gần. Nói chuyện với bà chứ không phải nói chuyện với tôi mà xưng em hoài. Mình 27 tuổi, người ta mới 25 hà. Anh mạnh dạn lên. Anh nói em nghe nè. Anh nói em nghe nè. Vô công việc còn phải giỡn mặt với anh được nha. Thưa chị là tại vì em nghe quy luật bù trừ thì bạn kia, bạn tốt như mạnh mẽ thì em xin làm dấu trừ rồi đó cho bạn tôi như được làm cái dấu cộng. Trời ơi hay quá vậy ta. Trời ơi thiệt á. Trời ông ơi á, ông khéo miệng với sợ luôn á. Rồi Linh hát bài nào tặng cho Như đi. Em thấy Như thì có đôi mắt đẹp. Em không hát không hay nhưng em thấy đôi mắt Như như là một cung chứa góc cả bầu trời nổi tiếp với hàng mi rất là dễ thương. Bình thơ về đôi mắt của Tố Như. Dạ. Như sao Như? Dạ em hát cũng tạm tạm nhưng mà cho nên là em cũng hát một bài. Ừ. Dạ em sẽ hát bài Thương của Lê Cát Trọng Lý.
Wow, đó. Chắc là mê Lê Cát Trọng Lý nè. Phong cách rất là Lê Cát Trọng Lý luôn. Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại. Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa. Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại. Để còn yêu mùa gió mới, để còn xây tình tranh vênh. Dạ. Bây giờ chúng ta nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình về người đối diện, sau đó mình sẽ tiến hành bấm nút. A Lũ nhìn cá tính bên ngoài của Như, A Lũ rất thích. Như thì nói chuyện thì cũng nghe hay. A Lũ mong là mình có thể có cơ hội để tìm hiểu thêm. Anh có tin coi bói không anh? Anh tin. Em thì bình thường không tin lắm, nhưng mà cách đây một tháng thì em có đi coi bói. Thầy bói nói là năm nay em sẽ có người yêu. Wow. Rồi, như thế là đủ. Đủ để chúng ta cảm nhận về nhau rồi ha. Các bạn để tay vào nút bấm đi các bạn. Các bạn kiểm tra lại con tim một lần nữa, xem đây có phải là nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là trao duyên đi. Bấm nút là để chúng ta tiến tới hẹn hò và những gì xa hơn nữa các bạn nha. Chuẩn bị 3, 2 và quyết định 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi nào. Thì cái cặp này bấm nút là tôi với ông phải bắt tay nhau một cái nè. Trời ơi. Bắt đầu từ bây giờ bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ trước mắt của mẹ bạn gái, trước mắt gia đình mình đang xem ở Cà Mau, trước mắt hàng triệu khán giả, em hứa điều gì đi ha. Và xin bác cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau, con hứa điều gì đó. Dạ. Con xin chào bác gái. Con tuy ngoại hình con không được đẹp lắm, nhưng con biết làm ăn và con cố gắng. Nếu con xin phép bác được hẹn hò với Tố Như, con sẽ xin phép bác nhiều hơn nữa để đưa Tố Như đi qua những nơi con đã từng qua mà không có Tố Như. Trời ơi, văn phong ông mỹ miều lắm chứ bộ. Trời ơi. Mẹ đang xem á, mẹ đang bệnh gì đó. Có hy vọng là hôm nay mẹ đã nhận được con dâu tương lai. Qua đài này con cũng mong là mẹ sẽ bình phục. Con báo với mẹ một tin là con đang bước được một chân đến cửa nhà cô con dâu tương lai. Trời ơi, thấy ghét không, thấy ghét. Bây giờ như nói với mọi người cái đi Như. Như cảm, dạ. Cảm nhận như thế nào trong giây phút này? Dạ thì trước hết thì con cũng mới nghe tin từ anh là bác gái cũng đang bị bệnh. Thì con cũng hy vọng là khi bác coi được chương trình này thì bác cũng sẽ mong chóng khỏi bệnh. Con cũng cảm ơn bác vì đã cho con và anh có cơ hội và cũng như gọi là cái duyên được gặp mặt nhau. Dạ, và cũng cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội để cho hai đứa em có biết được nhau và gặp mặt nhau hôm nay. Rồi. Một nụ hôn đầu tiên trong chương trình. Bùi Phân. Cô ấy cũng chưa bao giờ hôn ai lần nào. Có ai đụng được má cô ấy đấy. Đó, chú chuẩn bị gỡ bụi phấn xin, đi. Xin bác. Dạ, con xin phép bác. Anh đấy. Xin phép em cho anh hôn tay trước nha. Không. Thì từ từ hôn lần lần lên á, hôn lần lần. Từ tay cho tới má. Hôn má đàng hoàng. Má mới được. Ôm chặt vô hôn má, A Lũ. Anh cứ tự nhiên. Chặt vô, từ từ. Cái nữa. Hai cái là nhiều quá lời. Hả? Nhiều quá lời lắm. Hai cái lời rồi hả? Dễ thương. Rất là nhẹ nhàng. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Rồi, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Bạn đánh cái son này bạn sẽ bật cá tính hơn nữa. Nhãn hàng Queen Daily cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, có bộ quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị.
Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh. Sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc mừng các bạn nha. Nó dễ thương quá. Cưng quá cưng, không ngờ cái bạn nam á, bạn rất là có duyên nha, bạn duyên ngầm á, lạ lùng vậy đó. Nói nghe nè Linh, sao? Vừa nghe chương trình nói là cái cặp tiếp theo họ đang hồi hộp quá. Họ chưa có chuẩn bị tư thế để ra sân khấu. Mà Vân thì bây giờ thực sự mà nói Vân đang thèm một cái ly trà sữa quá. Linh có thể nào mà đi vô trong kia Linh kêu cho Vân một ly trà sữa được, được không? Được rồi, thôi Linh đưa về nhà Vân luôn rồi Linh. Ôi, mình chỉ cần Linh đi về nhà luôn á hả? Về nhà đi, rồi mình nghỉ ngơi chút xíu, uống trà sữa thư giãn, chờ cặp kia họ lấy tự tin xong rồi mình quay trở lại ha. Rồi, quý vị cứ chờ nha, chúng tôi cũng sẽ quay trở lại. Đâu có, mọi người cũng có thể tự đi uống trà sữa được nha, rồi sau đó mình sẽ quay trở lại. Đúng để rồi. Gặp cái cặp đôi thứ nhì. Ai, ra đi Vân ơi. Xong, coi như là mình đi uống trà sữa rồi mình thay đồ mới lại đẹp rồi ha. Sau thời gian uống trà sữa thì tôi trở lại với sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai ha Vân hả? Bây giờ họ hết rung rồi đúng hết không? Hết rung rồi. Rồi. Chúng ta bắt đầu cặp đôi thứ hai của Bạn Muốn Hẹn Hò. Nói thật với tất cả mọi người trong trường quay hôm nay là em thì là 29 mùa Valentine là cô đơn. Cô đơn. Dạ, nguyên dinh, nguyên tai, nguyên kiện. Chị nói thiệt, em ngày hôm nay mà em nhấn nút một cái thôi là món quà vô giá với cái người đàn ông bên đó đó. Xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào các khán giả trong trường quay. Rồi ngồi đi bình tĩnh nào. Dạ. Em tên gì? Dạ. Em tên là Nguyễn Duy Thành. Hôm nay là vừa tròn 32 tuổi. À. Hôm nay là vừa tròn, có nghĩa là hôm nay sinh nhật em à? Dạ đúng rồi, hôm nay là sinh nhật em gì? Happy birthday. Trời ơi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật nha. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn trong việc bấm nút. Dạ em thì sinh ra ở Đắk Lắk nhưng mà quê gốc là ở Hà Tĩnh. Hiện tại thì em đang làm điện lạnh và có mở một shop thời trang ở Đắk Lắk. Rồi, còn mời em, đàn gái. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, bạn đang ngồi bên kia, cũng như là toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Hải Yến, năm nay em 29 tuổi. Quê của em là ở Hà Tĩnh nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Thì hiện tại thì em đang sinh sống và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là chuyên viên tổ chức nhân sự. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em là thân thiện, gần gũi và luôn cố gắng để giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em là người sống nội tâm và suy nghĩ hơi nhiều nên là rất là khó quyết đoán khi đưa ra cái quyết định nào đó. Mời bạn trai. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm là em, gì? Em ưu điểm thì nói chung là mọi người thì nói là cũng hiền lành. Em thì biết nấu ăn, công việc trong nhà thì em là dân kỹ thuật cho nên em có thể làm được hết. Nhưng mà em có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì em có hơi nóng tính và... Làm điện lạnh mình phải lạnh tính chứ sao nóng tính. Nếu mà trong công việc thì em rất là nghiêm túc, làm việc thì đến nơi đến chỗ này. Rồi, được tình duyên bên đàn gái thế nào? Nói thật với tất cả mọi người trong trường quay hôm nay là em thì là 29 mùa Valentine là cô đơn. Cô đơn. Rồi còn Olizin luôn. Dạ, nguyên Olizin. Olizin luôn. Dạ, nguyên zin, nguyên tai, nguyên kiện. Chị nói thiệt, em ngày hôm nay mà em nhấn nút một cái thôi là món quà vô giá với cái người đàn ông bên đó đó. Dạ, em cũng đang mong có món quà lớn nhất đời của em hôm nay đây chị ơi. Bên đây trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì chính thức thì mới có một mối tình thôi. Quen biết khoảng 2 năm nhưng mà sau đó không hợp thì cũng chia tay. Lâu chưa? Dạ, cũng hơn 3 năm rồi. Thôi bây giờ mình khóa nháp đi. Mình làm lại từ đầu ha. Đây là mối tình coi như là có thể mối tình cuối. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em không quá kén chọn mà cũng không có mẫu người đàn ông lý tưởng. Em chỉ cần một người là bên ngoài thì phải tương đối dễ nhìn,
là một người đàn ông chân thành và đem đến cho em cảm giác ấm áp và có thể tin tưởng được, có công việc ổn định nè. Còn bạn bên kia? Em muốn mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Mẫu hình của em thì cũng đơn giản thôi ạ. Chỉ yêu cầu người đó cao trên 1m55 và tính tình thì có thể pha trộn một chút giữa hiện đại và có thể được công tránh. Em không thích ở bạn nữ cái điều gì? Dạ, em không thích ở bạn nữ là nếu mà trang điểm lè lè quá hoặc là nhuộm tóc nhiều màu thì em cũng không thích ạ. Nhiều khi son là môi trên đỏ, môi dưới tím, chứ nó lạ gì chẳng hạn. Tao thích sao tao làm điểm hay sao tao thấy đẹp là được rồi. Còn em thì sao? Cái điểm mà em không thích ở người bạn trai? Dạ, em không thích người bạn trai hút thuốc, rượu chè, cờ bạc. Ảnh dành là thời gian quá nhiều cho những mối quan hệ bên ngoài á, mà không có sự quan tâm tới gia đình. Có lẽ em không thích người đàn ông là keyboard, da chịu ứng. Có cái gì trong đó không em? Có thể em có tính hơi tiết kiệm một xíu chứ không đến mức mà keyboard keo kiệt. Tiết kiệm khác, keyboard khác. Dạ. Và em thì không hút thuốc và không uống rượu. À không phải là không uống rượu, nhưng rượu thì có thể uống một ít với bạn bè. Em thấy anh hiền mà. Dạ. Em rất là hiền mà anh nghĩ em không bao giờ có những cái tính cờ bạc rượu chè lăng nhăng gì đâu nha. Dạ em chào anh. Chào em gái dễ thương. Dạ. Nếu như mà hai người đồng ý hẹn hò đó thì khoảng bao lâu mình cho đàn trai bước tới? Bước tới là bước tới giai đoạn nào anh? Giai đoạn hôn nhân luôn đó. Em sẵn sàng rồi anh, về lý thuyết là em đã chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Ồ vậy đó hả? Đúng rồi anh. Hôm nay người ta 29 tuổi rồi. À, thì bước kia chuẩn bị là mình bước tới là đón đó. Dạ em cũng nhưng vậy mà em đó. Đã chuẩn bị gì cho cái cuộc bước tới đó chưa? Dạ nói chung là công việc thì hiện tại ở quê ổn định, nếu mà rồi. Bạn về quê với em thì chắc chắn là đầy đủ hết rồi. Có nhà cửa chưa? Dạ có rồi. Còn bạn không về quê mà muốn lập nghiệp ở tại nơi bạn thì được không? Trước đây em có làm việc ở Sài Gòn gần chục năm và em cũng mới về. Thì công việc ở đây em cũng khá là ổn định. Nếu mà muốn xuống đây làm lại thì em vẫn có thể làm rồi, được. Rồi dễ luôn. Chào chị ạ. Chị thấy là được đó. Mặt rất là phúc hậu nha. Đúng rồi. Con trai này hiền á. Đứng về mặt phụ huynh là chịu đó. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với vợ chồng em trai và có chị bạn thân. Nói chung là ở Sài Gòn này thì chị giống như gia đình thứ hai của em á. Chào chị Hồng Vân với chào anh Quyền Linh. Nếu mà nói về kinh tế thì bên đàn gái cũng an tâm. Cái thứ hai là em này không có rượu chè bê bết gì hết mà lo làm ăn chí thú dữ lắm. Và nhận xét bên đàn gái thì thấy em gái rất là xinh, hiền. Hai bạn đến đây thì hãy cho nhau cơ hội. Chị xin chúc chương trình thành công. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai người bạn thân từ thời đại học và các chị em ở trong công ty. Dạ, chào anh Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thì theo em thấy là đối với bạn nam bên đây thì cũng khá là hiền lành và chân thật. Yến thì là một người rất là dịu dàng, tức là thuộc mẫu phụ nữ ngoan hiền lắm. Nên là em nghĩ là hai bạn cũng cùng quê nữa. Nói chung là mọi thứ thì có lẽ là nên cho nhau cái cơ hội để mà tìm hiểu kỹ về nhau hơn. Thuận lợi đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Yên tâm này ha. Bây giờ thì mở rào. Chào anh. Dạ, em chào anh. Dạ. Với chương trình ngày hôm nay em có món quà nhỏ tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Hiện tại đây là cái khung hình. Trên khung hình thì đang thể hiện là một chàng trai cô đơn đang đi tìm nửa kia của mình. Thì em hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay á, anh sẽ tháo cái bức tranh chàng trai cô đơn này ra để lắp vào bằng hình ảnh của anh cùng người mà anh đang đi tìm kiếm. Và sau đó thì anh sẽ nhân đôi số lượng lên là thay vì hình anh người đó và hình của những đứa trẻ. Rồi, cảm ơn em nhiều nhé. Thôi, dễ thương quá. Còn đây là một quyển sách. Anh rất là thích quyển sách này. Nó có những cái mẩu chuyện nhỏ trong đó về cuộc sống và rất là ý nghĩa. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Còn một món quà nữa. Anh thì không có khéo tay, không biết được làm đồ handmade cho nên anh có đồ Hindu vậy. Đây là trứng gà từ tay anh nuôi từ nhỏ đến lớn và mang đến để tặng em. Trời ơi, trứng gà hả? Dạ. Trời ơi, đây là trứng gà của nhà luôn ạ. Mới gặp mặt thì em có cảm nghĩ gì về anh không nhờ? Thì cũng đúng như là chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh và bạn em nhận xét. Nhìn anh đó là chững chạc, chân thành.
Còn anh thì có nhận xét như vậy không ạ? Anh thì nhận xét là em cũng rất là trông rất là hiền, cũng dễ thương. Thì nói chung là anh còn có một sở thích nữa mà không biết là em có không thích không? Đó là thỉnh thoảng là anh cũng có thấy gái xinh thì anh vẫn ngắm nha. Thấy gái xinh mà không ngắm thì em lo hơn anh ạ. Trời ơi, em bao dung dữ vậy. Dạ. Tức là thấy gái xinh là phải ngắm đó mà. Ngắm nhưng mà đừng có hành động gì sau lưng em là được. À, chịu ngắm thôi. Hiện tại là anh đang công mở shop thời trang ở Đắk Lắk. Đúng rồi. Vậy trong thời gian mà tìm hiểu á, thì lúc mà hẹn hò thì sẽ như thế nào anh hả? Thì nếu mà hẹn hò thì có thể một vài tuần gì đó anh có thể xuống thăm em một lần. Rồi sau đó mình đón ở quê luôn. Mình để ở quê luôn. Cực quá ha. Bây giờ tính đi, nếu mà hai đứa thực sự mà muốn tìm hiểu thì là hoặc đứa này lên núi hoặc đứa kia xuống non đi. Nhưng mà nói thật là em định hướng phát triển sự nghiệp của em ở thành phố ấy. Cái đó anh có thể tìm hiểu thêm, tại vì định hướng của anh là vẫn có thể xuống Sài Gòn làm việc được. Cho nên là anh muốn nếu mà em ổn định ở đây thì anh có thể tìm công việc ở đây để anh làm. Lâu lâu cởi voi xuống Sài Gòn nữa. Dạ. Bây giờ mình nếu như mình kết hôn thì tiền bạc ai quản lý, rồi con cái mong muốn thế nào, con trai con gái gì đó, quan điểm của từng bạn. Anh nói anh phải tiết kiệm đúng không? Đúng thì rồi. Em nghĩ là như vậy thì em không cần quản lý đâu ạ. Để cho anh quản lý của anh, em quản lý của em cũng được. Nhưng mà cần hàng tháng báo cáo giùm em cái số dư. Dạ, căng nha. Dạ, còn con thì em trai gái cũng được. Còn anh chung thì sao? Về tiền bạc thì anh cũng có cùng suy nghĩ đó. Tức là tiền thì mình có thể có một quỹ chung, nhưng mà mọi người có thể quản lý tiền riêng của mình, chứ không nhất thiết là phải đưa về một ai đó quản lý. Có thể những việc lớn thì mình bàn bạc với nhau, nhưng mà những việc nhỏ nhỏ thì có thể tự chi, không cần phải bàn. Bây giờ bạn trai bước tới nắm tay bạn gái để chúng ta trao cảm xúc cho nhau, cảm nhận về nhau đi, rồi mình tiến hành bấm nút. Anh thì trước giờ cũng không hát, không biết hát. Yeah. Thôi thì anh hát vài câu mới tập đi. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ thôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Dạ hết ạ. Bạn gái hát đi. Cảm ơn anh. Ra là em không có năng khiếu về hát, nhưng mà tại vì hôm nay là sinh nhật của bạn Nam á, thì em cũng xin được bạo gan hát một đoạn ngắn. Dạ em xin hát một đoạn cho bài Phố Hoa. Nụ hoa thắm như giọt sương ban mai, nhìn là mây trắng đang nhẹ trôi chân trời. Thành thang phố hoa nắng vừa lên môi rồi, anh đi với em giữa trời hoa anh hỡi. Nụ hôn đó như lời yêu mê say, là mùa xuân mãi mãi chỉ cần anh bên người. Đôi khi hờn ghen đôi khi giận nhau vu vơ, nhưng trong lòng em con tim tình yêu trao anh. Dạ, em cảm ơn. Rồi, trở về vị trí đi các bạn. Chúng ta chuẩn bị để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định của mình. Kiểm tra lại con tim mình đi các bạn. Phải có trách nhiệm trong lời nói và trách nhiệm trong sự quyết định của mình. 3 2 1 1 Wow. Chúc mừng. Em ra đã bấm ngay từ lúc chưa đếm luôn. Em gái vẫn còn suy nghĩ còn... Không, em đợi anh đếm thôi. Đợi anh đếm nữa hả? Người ta làm đúng nguyên tắc, còn ông kia là vô nguyên tắc. Coi như cứ cảm xúc mà tới đâu là ông tặc tới đó. Là chúng ta cứ đến. Thực sự hôm nay là ngày sinh nhật của em. Em rất là may mắn trong ngày hôm nay. Đây là người con trai đầu tiên của bạn này đó. Nhiệm vụ của mình là đặt nụ hôn đầu tiên. Chúng ta bắt đầu nào. Em đồng ý không? Dạ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Nhãn hàng Finn Deli, cà phê hòa tan mang đi.
mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ, hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh chị. Đây là một cái phiếu bốc thăm may mắn thì khán giả sẽ nhận được một nồi cơm điện trị giá 350.000. 09 Chúc mừng nha. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các cán bộ quân nhân đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Cảm ơn quý vị và các bạn quanh theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ chính cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bị đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Thỉnh thoảng thì em cũng hơi nóng tính và bướng bỉnh. Dạ, ưu điểm của em thì nói chung là cái gì cũng biết. Dạ, khuyết điểm thì nó cũng giống vậy luôn, cái gì em cũng biết. Tôi nghe vừa ăn chơi tứ đổ tường thì phải coi chứ. Em muốn có quen được một bạn cũng chững chạc để chăm sóc cho gia đình. Cái đòi hỏi của em nó không có cao, em chỉ muốn là bạn đó có thể là vừa lòng với ba mẹ em được rồi. Dạ, em thì có một mối tình, mà mối tình đó là chỉ mối tình đơn phương thôi. Như vậy là đồng nghĩa với việc còn kinh nguyên. Chắc vậy rồi. Người chắc cũng vừa, không to lắm mà cũng không gầy lắm. Đẹp trai không? Nghe giọng miền Tây là em thích rồi. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.